xuống giá một chút nha. Cái bên nào cũng cao giá là ế à. Cái gì vậy? Coi đi coi được không? Kệ coi đi thử coi được không? Coi đi nè. Không được không? Mọi người nói vậy nè. Xin ra coi. Nhìn mặt anh hoài chán muốn chết. Anh chào chị. Chị chào em. Trời ơi, sao mắt chị đắm đuối vậy? Chị đắm đuối thay cho bạn ấy. Em rất là ấn tượng với chị ở cái nhìn ban đầu. Cảm ơn em rất là nhiều mời em ngồi. Dạ. Em tên gì? Em tên là Mai. Hiện tại là 21 tuổi. Em làm sale cho một công ty du lịch. Làm sale cho công ty du lịch. 21 tuổi. Dạ. Xin mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Chào anh, chào anh. Bạn đang làm nghề gì vậy? À, thú thiệt là em đang làm chung ngành với lại bạn kế bên. Nãy bạn nghe rồi. Dạ vâng ạ. Bạn làm du lịch luôn? Dạ, em làm hướng dẫn viên du lịch. Hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Trời ơi, sao phù hợp quá vậy? Phù hợp quá. Dạ, em tên là Nguyễn Trung Nam, năm nay 23 tuổi. 23, lớn hơn bà kia 2 tuổi. Dạ. Làm chung nghề và bảnh trai, gọi là bảnh thỏ á. À, Mai nè. Dạ. Em bắt đầu làm cái công việc du lịch này được bao lâu rồi? À, dạ, thường em mới bắt đầu được 6 tháng thôi chị. Tại vì em mới tốt nghiệp. Chị nghĩ Mai đi nhiều nơi, tiếp xúc làm việc nhiều như vậy thì Mai phải có nhiều mối quan hệ chứ. Tại sao lại một mình, tại sao vẫn cô đơn chiếc bóng? Dạ, cái đó cũng là lý do em gặp gỡ nhiều người quá. Có lẽ là làm cho em chóng và ngợp quá nên đi bỏ quà, phải không? Ngày nào cũng gặp gì hết thì bỏ quà rồi. Dạ, đúng rồi. Bạn trai, tôi thấy rằng bạn hình như là mặc đồ có vẻ nghiêng về hoài cổ nhiều quá. Thứ thật là với anh Quỳnh Linh là em thích những cái gì thuộc về ngày hôm qua. Em yêu những công trình kiến trúc của Pháp. Và đặc biệt là cái nhịp sống Sài Gòn xưa, rất là chậm và rất là lặng. Hình như thấy bạn có một cái America. Vâng, đây là một, có thể gọi là đây một người bạn của em. À, nếu được thì chắc là sẽ gửi tặng các bạn một bài được không ạ? Sở trường gì không hay sở thích gì không, em giới thiệu đi. Dạ, sở thích của em là cũng là thích hát. Hát à, em hãy hát một đoạn nào đó, một bài hát, một khúc hát nào đó mà em thích nhất gửi tặng bạn nam cũng như là tất cả chương trình. À, dạ được ạ. Rồi, vỗ tay. Em đi trên cỏ non mọc um đôi bờ đường đi, em che nghiêng nón lá chân rụng rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoài thành sông nhà tranh, ngân thêm mấy sông vượt mấy đồi, dầu trời lên đỉnh cao mây núi cũng lặn lội về thăm. Anh nghe tiếng hát giọng hát bên đây như thế nào anh Linh, anh nhận xét không? Ngọt ngào, đôi khi nó thấy hụt hơi chút xíu. Hụt hơi là vì người ta rung, mình đang nói về cảm xúc, mình đang nói về cái âm điệu rất là nhẹ nhàng. Thế bây giờ cho em tò mò, em hỏi bạn nam bên kia là cái mẫu người lý tưởng của bạn nam bên kia là như thế nào, để xem bên đây người ta có đáp ứng được không nè. Thú thật là mẫu người lý tưởng của em lại là một mẫu người khá truyền thống. Khá truyền thống, bên đây là quá truyền thống. Nhưng mà cũng hơi bất ngờ là bởi vì em nghe cái bạn đang ngồi bên kia mặc áo dài. Bởi vì với em chiếc áo dài là chiếc áo đẹp nhất mà người con gái thôi mà. Tôi thật sự là tôi không tin bạn. Hả? Bởi vì một người đẹp trai thế này, dễ thương thế này, cũng tài năng thế này, tại sao bạn không có bạn gái? Tôi không tin điều đó. À, thú thiệt với anh là đã từng có bạn gái thì đúng. Khi mà em nói với họ là mình làm hướng dẫn, thế là các bạn bỏ đi một nước. Các bạn cứ sợ là hướng dẫn đi đây đi đó, thế nào cũng đông đưa. Nhưng mà thật sự là riêng bọn em có thể nói là không biết bạn bên đây có đồng ý hay không, là hướng dẫn bọn này cũng rất là chung tình đúng không ạ? À, Mai ơi,
Thế thì em có đồng ý với cái lời giải thích của bạn trai bên kia hay không? Em nghĩ thì ngành nào cũng vậy, tùy mỗi theo mỗi người thôi, chứ không thể nào qua đủ cả nắm hết. Riêng em thì mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ, đầu tiên là em thích người bạn của em lạnh lùng. Hả? Thường thì làm nhiều hơn là nói. Em không thích người ta nói con trai mà nói nhiều, em không thích. Bên đây nói hơi nhiều nha, hướng dẫn viên du lịch là nói hơi nhiều đấy. Kỳ vậy, chết rồi. Nói nhưng mà nói đúng lúc đúng chỗ thôi, đừng có nói nhiều quá. Đúng rồi, cái đó người ta nói hái ra tiền đó em. Ở đây nói nhiều chỗ, chỗ nào có khách đều nói hết. Bạn trai, người ta thường nói rằng là thường trong nghề khó yêu nhau lắm. Bạn nghĩ như thế nào câu nói này? Người trong nghề thì hiểu về cái tính chất công việc của nhau và có thể thông cảm cho nhau. Nhưng nếu hai người cứ bạn cũng về hướng dẫn viên du lịch, ví dụ như bạn gái của bạn cũng hướng dẫn viên du lịch, hai người về có con xong rồi hai người đi hướng dẫn viên du lịch hết, vậy thì con ai sẽ hướng dẫn? Chắc là sẽ là một trong hai người đi, còn một người ở lại. Bạn nghĩ bạn gái bạn đi hay là bạn đi? Người xưa có nói là người đàn ông thì xây nhà, người đàn bà thì xây tổ ấm. Do vậy là chắc là người đàn ông sẽ đi. Mai nè, bên đó bắt bạn là phải ở nhà để lo cho đàn con thơ ngây thì bạn nghĩ sao? Em không đồng ý ở nhà. Không đồng ý? Dạ. Em đồng ý là em có thể ở nhà để là nghĩa vụ và trách nhiệm, nhưng mà người bạn của em cũng phải hiểu được là em phải được đi ra ngoài. Em vẫn khao khát được làm việc. Vẫn được làm việc. Em không thích mẫu người như thế nào? Em không thích mẫu người đàn ông. Đầu tiên là em nói rồi đó, là nói nhiều. Rồi tính gia trưởng, phải bắt theo ý của họ. Đã bắt ở nhà là người ta không có ở nhà đâu đó. Dạ. Không rồi đó, hiểu rồi đó. Sao? Còn mẫu người của em thế nào? Vừa có thể lo được việc ở chỗ làm, nhưng mà vừa có thể phụ với em. Tức là em sẽ phụ với lại người bạn của em để lo chuyện nhà. Được. Đồng ý cho em đi làm rồi đó. Bên kia đã nhượng bộ, còn bên này thì chúng ta tính sao? Trước khi tính sao thì để chị nhìn cái đã. Xuống giá một chút nha. Chứ bên nào cũng cao giá là ế à. Cái gì vậy? Anh xin ra. Coi đi coi được không? Kệ coi đi thử coi được không? Coi đi nè. Không được không? Mẫu người nó vậy nè. Xin ra coi. Nhìn mặt anh hoài chán muốn chết. Anh chào chị. Chị chào em. Trời ơi, sao mắt chị đắm đuối vậy? Chị đắm đuối thay cho bạn ấy. Chị không ngờ, nãy giờ chị không ngờ. Chị rất là bất ngờ, chị rất là ấn tượng với bạn gái của chị bên đây rồi. Nhưng mà chị nhìn thấy em rồi, chị còn thấy em mong manh hơn nữa. Mong manh như lá cỏ. Chào em. Trời ơi, chị bất ngờ quá, chị bất ngờ quá em. Lần đầu tiên chị coi xong mà chị xin giữ bí mật. Coi gì? Em tự nhìn. Dạ, coi mặt bạn trai, giùm. Bây giờ anh sẽ xem giùm em là anh hướng dẫn viên du lịch cho em. Dạ, ok anh. Gì em giật mình, em thấy mặt anh Quyền lên mà em giật mình. Bạn kia thích hoài cổ. Ở đây không có cổ. Áo dài không cổ. Nhưng mà cũng hơi hiện đại, cũng dễ thương, cao 1m9. Để chơi vậy thôi chứ tôi thấy rất dễ thương bạn. Thí dụ như bạn thích hoài cổ nhưng người kia quá hiện đại thì sao? Em nghĩ là khó có thể hòa hợp được. Khó thể hòa hợp đúng không? Dạ vâng. Và bây giờ chúng ta thử gặp nhau, chúng ta sẽ biết điều đó, xem có hòa hợp hay không nào. Mời em kéo màn lên, xin mời. Các bạn có 2 phút, xin mời. Chào anh. Chào bạn. Dạ. Bạn có hay đi tour không? Dạ có. Tụi rảnh bạn hay làm gì? Ngủ. Dạ. Chắc là bạn ngủ nhiều lắm ha. Dạ đúng rồi. Nhìn anh cũng hồi cổ thiệt. Bữa nay mà em mặc cái giày trắng thì chắc hợp với anh hơn. Nếu mà cầm thêm bông sen thì quá hợp. Đúng rồi. Bông súng được không? Dạ bông súng nấu canh chua chị. Trời ơi, đốt chát với tôi quá, du lịch mà lanh quá. Quê anh Trần Vinh ạ. Quê anh miền Tây ạ. Dạ, quê em miền Trung. Quê anh tỉnh nào? Bình Thuận. Có thích Thanh Long không? Dạ có. Được ạ. Dạ. Sao ạ? Không. Là anh thích Thanh Long. Anh thích Thanh Long. Thì gặp nhau nói chuyện khác, nói chuyện Thanh Long. Hết giờ. Nhìn nhanh làm giật mình. Gì nhanh vậy? Bây giờ mình nhấn chuông, hẹn hò rồi mình muốn nói gì mình nói.
giờ theo quy định của chương trình, các bạn hãy đặt tay ra phía sau ghế có một cái nút màu đỏ. Trong vòng 3 giây nếu như các bạn đồng ý muốn hẹn hò với nhau thì các bạn sẽ nhấn nút. Còn nếu các bạn không muốn hẹn hò với nhau thì các bạn không cần nhấn nút. Bây giờ các bạn hãy đặt tay vào vị trí đi ạ. 3 2 1 bắt đầu nhấn. Chúc mừng hai bạn. Tôi nghĩ rằng hai bạn cũng chờ đợi cái giờ phút bấm lâu lắm rồi. Thật ra chưa kịp đếm hết các bạn bấm trước rồi. Bây giờ bạn còn thích hoài cổ nữa không? Chắc là phải thay đổi một chút. Bạn cảm nhận thế nào mà bạn nhấn nút với người bạn gái? Bởi vì em nghĩ là một người đã tự tin khoác lên mình một cái áo dài, một chiếc áo dài đặc biệt là của người Việt Nam, thì người đó phải là người Việt Nam. Chắc tôi không mặc áo dài, chắc tôi không phải người Việt Nam quá à. Chiếc áo dài ấn tượng đối với bạn. Dạ. Tôi hỏi ý bạn là đối bạn gái của bạn kìa. Dạ, chắc là cùng ngày có thể hợp tác được. Còn em sao lại em lại nhấn nút chọn bạn trai kế bên? Em thấy hay hay. Hay hay? Hay chỗ nào? Thì anh đã đàn em hát được. Anh đã thổi kèn em hát được. À, chúng ta có thể kết hợp nhau ra đường. Chúc mừng các bạn. Đầu tiên sẽ là xuất hiện của một bạn trai. Xin mời bạn. Mời bạn ngồi. Cà ra vát giống áo của mình quá ha. Bạn đeo cà ra vát màu đỏ là hình như là nay may mắn đó. Bạn tên là gì? Dạ em là Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng? Dạ. Bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi, cao mét mấy? Mét 65. Thấy hơi cao rồi nha. Cân nặng? Nặng 40 mấy ký. Này hơi gầy chút á. Thôi gặp bạn nữ bên kia xem sao. Và bây giờ xin mời bạn nữ của chúng ta. Em tên gì? Dạ em tên là Phạm Thị Mỹ Ngọc. Phạm Thị Mỹ Ngọc, năm nay Ngọc dạ. Bao nhiêu tuổi nè? Dạ năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi dạ. 25 với 29 là cũng xứng đôi anh Linh nhỉ? Đúng rồi, cũng hợp lắm đó. Hiện giờ là em đang làm gì? Dạ hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng tại tổng công ty Hà Nội Telecom chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Ở nhân viên văn phòng thì chắc công ty của bạn cũng có nhiều bạn nam chứ đúng không? Mấy anh nam cho công ty em có gia đình hết rồi. Gia đình hết rồi. Thiệt là thiệt tình anh thấy không? Rất là dễ thương, rất là duyên dáng. Các bạn trai trong công ty là có gia đình hết rồi. Cho nên hôm nay là đến đây để nhờ các tường với Quyền Linh đó. Yên tâm, bên đây hình như chưa có gia đình à. Chắc chắn là như vậy rồi. Bạn đang làm nghề gì? Dạ, hiện tại đang làm giám đốc một công ty sửa chữa laptop. Giám đốc công ty nha. Sửa laptop các bạn. Dạ. Lâu chưa? Lâu rồi. Đã bao giờ yêu chưa? Rồi. Yêu rồi. Mấy lần yêu rồi? 2-3 lần. Tại sao lại không thành công? Vì tính chất công việc của em là nó không cố định thời gian làm việc. Tức là bạn làm việc bất kể giờ nào cũng có thể làm việc. Thường người ta đi làm á là về có giờ có giấc. Còn mình đi làm nhiều khi không biết là mấy giờ về. Rồi cái này khó kiếm người yêu rồi nha. Bây giờ giấc lộn xộn á. Vậy còn bạn nữ của chúng ta thì là bây giờ là em đang làm nhân viên văn phòng. Thì trước đây em có làm công việc gì nữa không? Dạ trước đây thì em từng là cán bộ đoàn. Vậy là chắc sinh hoạt đoàn đội cũng dữ lắm đây đúng không? Dạ cũng có thâm niên khoảng gần 8-9 năm vậy đó chị. Và bây giờ cái em hoạch định trong tương lai của mình như thế nào? Hiện tại em có một công việc cũng tương đối ổn định. Thì em cũng chỉ muốn tìm một nửa còn lại cho mình. Thì cũng muốn có một ý định là sẽ tiến tới hôn nhân với một người đàn ông chững chạc. Nói chung là mình nghiêm túc để dạ. Đi tìm một nửa của mình. Dạ, đúng không rồi, em? Dạ. Vậy thì em mong muốn cái người bạn đời của mình sẽ là người như thế nào? Em cũng không có tiêu chuẩn gì về ngoại hình hết. Thường thì người ta nói là qua cách giao tiếp thì người ta sẽ biết được cái tính cách của nhau. Thì mới biết là mình có hợp nhau hay không. Và đặc biệt em rất thích người là chững chạc. Và đặc biệt phải đàn ông là phải có tính quyết đoán. 29 tuổi thì chị nghĩ cũng là chững chạc rồi đó. Giám đốc mà rất là chững chạc mới làm giám đốc à. Đúng rồi, chắc là cũng phải quyết đoán lắm đây mới quyết định được những cái công việc trong công ty của mình đúng không nè. Vậy bên đó có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không? Chứ bên đây là rất nghiêm túc, muốn tiến tới hôn nhân nha. Nhưng mà bên đó muốn người đàn ông như thế nào? Về ngoại hình chắc chắn là bạn nam phải cao hơn em để bù trừ lại cho em rồi. Ốm thì càng tốt, chồng như em thì cũng không sao. Gì vậy? Gì mà ốm thôi mà gì mà rần bên đây vậy? Là dư xăng đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn thấy ống hút chưa? Rồi vậy yêu cầu của bạn nam bên đó như thế nào nè? Tìm một người bạn đời là một người độc thân vui tính nè. Dễ hòa nhã với một cái cộng đồng để gắn kết mọi người ở gần lại nhau hơn.
Trời, bên đây ta sinh hoạt đoàn đội rồi là đương nhiên là người ta sẽ rất là có cái khả năng mà có thể đứng trước đám đông rồi, rồi gắn kết mọi người là vậy chuyện tôi hỏi đương thật nhiên. Bạn nha, bạn thích người bạn gái của bạn là cao hay ốm hay lùn hay mập? Cao, tóc dài. Có tóc dài. Tương đối cao. Tương đối không thấp. Rồi còn gì nữa không? Vui. Vui. Quá vui. Bạn không thích người như thế nào? Không thích là những người người ta nói năng mà nó khô quá, nó cọc lại đó. Nãy giờ bạn nghe bạn gái bên kia cái giọng có khô không? Hơi khô khô. Hơi khô khô. Em ướt chút xíu thôi, em ướt lên đi. Dạ, tại bình thường thì em vẫn nói chuyện giao tiếp như vậy với khách hàng trong công ty thôi. Cho nên nếu em ướt hơn chắc không được quá. Đúng rồi, người ta làm việc là có chừng mực thôi. Chứ bây giờ ướt quá, nhão quá làm sao? Hồi đó giờ, bạn đã trải qua 2-3 mối tình đúng không? Bạn đã hôn chưa? Chưa. Trời, 29 tuổi chưa hôn luôn. 29 tuổi mà chưa hôn. Bạn có trung thực không? Có. Trung thực rồi. Còn bạn nữ? Em. À đó giờ dạ. Em có hôn chưa? Dạ có. Có ha, ta có đàng hoàng. Em nghe một người đàn ông 29 tuổi trải qua mấy mối tình mà không có hôn, em có tin không? Dạ cũng tùy từng trường hợp, cũng có thể tin được. Bên đây có niềm tin với bên kia rồi đó nha. Vậy thì em bao lâu rồi em không có bạn trai? Dạ chắc cũng khoảng hơn năm rồi. Hơn năm rồi cũng lâu rồi, bao nhiêu lâu bạn chưa có bạn gái? Thôi bây giờ mình phải kết nối nhanh nhanh đi anh Linh ơi. 2 năm hả? 2 năm dạ. Chưa có bạn gái luôn. Nếu này đồng ý hẹn hò, bạn có định là chúng ta sẽ tiến tới hôn nhân không? Có. Có. Rồi chắc chắn chứ? Dạ. Bạn nữ thế nào? Dạ. Bên đây ngay từ đầu là người ta nói người ta đã muốn tiến tới hôn nhân rồi. À. Nhưng mà chị hỏi em một câu nữa thôi, trước khi chị qua bên kia chị coi mặt bạn trai giùm cho em, là cái điều gì em mong muốn nhất trong cái thời điểm này khi mà em có bạn trai? Thật sự thì nói chung điều mong muốn nhất là mọi chuyện phải diễn ra một cách thật là tự nhiên. Tự nhiên. Tình cảm là xuất phát từ hai bên. Nói chung là phải có những cái quan điểm, những cái tính cách phù hợp với nhau, thì khi đó mình tìm hiểu nó sẽ đỡ bị khô và bị thôi giống như anh đó nói vậy đó. Và bây giờ chị sẽ coi mặt anh đó giùm cho em ha. Cái gì mà hồi nãy mà nói cái gì mà ở dưới mà vỗ tay rần. Ốm. Ốm nhom ốm nhách ha. Không ơi, ốm vừa 65kg. Chào chị. Chào em. Cái này hút trái dừa phải cần 5 cái ống hút nó mới hết được cái dừa. Hút một ống chừng nào mới hết. Sống mũi cao. À. Giò cò. Được rồi em, chị thấy là bên đó với em là cộng lại là bù trừ ra là vừa. Chị thấy rất là xứng đôi. Chà, câu này nói nghe dễ bí mật nha. Hai bên cộng lại bù trừ, không lẽ bạn này cao bạn kia thấp, không lẽ bạn này ốm bạn kia mập. Không biết phải, giờ em đi coi thử coi sao nha. Muốn biết xem hồi sau sẽ rõ. Sao anh, sao anh, xứng đôi không anh? Hơi bị xứng nha. Hấp dẫn à. Bây giờ bạn đang tưởng tượng bạn gái bên kia như thế nào? Có thể là gần giống với ý tưởng mình vừa nói rồi. Gần giống mà ha. Vậy thì bạn có hồi hộp và chờ đợi cái giờ phút được gặp mặt không? Có chứ. Có. Vậy thì mình đừng làm mất thời gian của hai bạn đó Linh ơi. Rồi chúng ta kéo màn lên nào. Mặt về nhau. Chữa từ từ đừng có liếc qua liền. Thấy siêu mỏng chưa? Từ phía sau là siêu mỏng rồi đó. Rồi xin mời bạn. Nhìn phía trước là mỏng lét luôn. Rồi, riêng Quyền Linh và Cát Tường thấy hai bạn rất là xứng đôi, nhưng mà quyền quyết định vẫn là hai bạn. Bây giờ hai bạn sẽ có 2 phút để tâm tình với nhau, để tìm hiểu với nhau. 2 phút, bắt đầu. Chào anh bạn. Dạ, em chào anh. Chắc em đi làm nhiều đúng không? Thì em đã nói là trước đây em từng là cán bộ đoàn rồi, thì nhiên cũng có nhiều cái hoạt động, cũng tham gia rất là nhiều. Nhưng cái hoạt động nó rất là vui, rất là bổ ích cho xã hội. Dạ, đúng rồi, tham gia ngày hội tình nguyện về cộng đồng thì rất là nhiều. Thế theo bạn thì có những như vậy thì tại sao mà không tìm được mối tình mà phải dùng đến chương trình không? Dạ, tại vì em nói anh là biết đâu thì trong cuộc đời em gặp rất là nhiều cái duyên kỳ ngộ. Biết đâu khi đến chương trình em sẽ gặp được cái duyên của mình thì sao? Vậy là em có kỳ vọng khi mà gặp một người đó mà nói chung là hợp một phần với mình thì mình có muốn tiếp không? Dạ thì nếu không kỳ vọng cho em không đến đây rồi. Hết giờ. Trời ơi, lần đầu tiên á anh Linh, em nghe hai bạn mà nói chuyện với nhau không cần MC nhắc nhở. Và bây giờ thì cái thời khắc quan trọng nhất đã đến. Anh Quyền Linh sẽ đếm từ 1 đến 3. Các bạn hãy đặt tay của mình ra phía sau ghế. Nếu đồng ý các bạn sẽ nhấn nút. Các bạn đồng ý các bạn nhấn nút. Không đồng ý khỏi nhấn nút. 1 2 3
mừng hai bạn. Ông trời đã sinh hai bạn ấy ra để bù trừ cho nhau, để hòa hợp với nhau, để tạo ra một cái điều gì đó đẹp nhất. Chúc mừng hai bạn. Lý do tại sao bạn lại hẹn hò với bạn nữ? Rất đơn giản là dễ hòa nhập với một cái cộng đồng cũng giống như em thôi. Còn em, tại sao em lại chọn bạn trai đứng kế bên? Em thấy ảnh cũng là một người chịu khó làm việc. Thứ hai là ảnh cũng thích tham gia những cái hoạt động cộng đồng. Em rất là thích người bạn trai như vậy. Rồi, ý tưởng lớn là gặp nhau. Và mong rằng đây là một cái điểm khởi đầu cho một mối quan hệ tốt đẹp và bền vững của các bạn. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Và bây giờ chúng ta hãy hướng mắt nhìn lên phía trên sân khấu để chào đón bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Ủa, cái gì vậy? Cái vụ gì đấy? Gì vậy? Gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy em? Em tặng chị hả? Trời ơi, tôi bự vậy mà tôi xách không nổi mà làm cái gọn hơi vậy trời. Là sao vậy em? Em tự giới thiệu chị làm chị sốc quá. Mời em ngồi. Sao vụ gì đây? Dạ cái này sở trường của em. Sở trường của em là khiêng bao hả? Không, dạ không phải khiêng bao. À là coi như là show sức mạnh đó hả? Dạ. Trời ơi. Dạ. Là bây giờ chị nói cái gì em không vừa ý là coi như là em quay qua em đưa một cái là chị đi luôn á hả? Đó rồi. Hợp quá. Sự xuất hiện của nó hơi ấn tượng đó, ấn tượng. Ấn tượng quá anh ơi. Để xem sự xuất hiện hôm nay có ấn tượng bằng hay không. Nào xin mời bạn trai. Gì vậy? Chào đón bạn đến với bạn muốn hẹn hò. Chào anh. Bạn tên là gì? Em tên là Minh Thắng. Minh Thắng đang làm gì? Hiện nay em là nhân viên văn phòng của Bắc Sơn. Bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em 24 rồi. Anh Linh ơi. Anh Linh ơi. Tại vì em hơi sơ suất một tí là vì bạn nữ bên đây xuất hiện lên sân khấu là quá ấn tượng nên em cũng chưa kịp hỏi tên gì luôn nữa. Bây giờ em mới hỏi nè, bây giờ là em tên gì, bao nhiêu tuổi? Dạ em tên Thanh Thủy. Thanh Thủy. Dạ 22 tuổi. Thủy 22 tuổi. Bây giờ em trả lời cho chị biết là chị tò mò quá, tại sao em đến với chương trình cặp đôi hẹn hò, em ginh nguyên cái bao gạo lên sân khấu để làm cái gì? Dạ tại em muốn thử sức mạnh với các bạn nam. Trời đất ơi. Thử sức mạnh với bạn nam bên kia là thử làm sao? Dạ tại vì tiêu chuẩn hẹn hò của em thì bạn nam phải khinh bao gạo hơn em mới được. À bên đó có sức khỏe không anh Linh? Linh nhìn tướng tá đâu sao anh Linh? Không biết bao gạo nhỏ lớn tôi không biết, nhưng mà nếu nhỏ sách nổi bự. Nói chung là nổi. Cái bao gạo lớn hay nhỏ không biết mà các tường không xê dịch nổi. Nhưng mà em ơi, bây giờ chỉ cần là bạn trai là sách nổi bao gạo này là coi như ok luôn, đồng ý luôn đó hả? Dạ đó là tiêu chuẩn đầu tiên. Dạ tiêu chuẩn thứ nhì là gì, nói luôn lượt đi, em gây nhiều cái ấn tượng cho chị quá. Dạ tiêu chuẩn tiếp theo là phải hợp với ba mẹ của em. Trời đất ơi. Đầu tiên phải ghiêng gạo, thứ hai hợp với ba mẹ em. Vậy ba mẹ em sao, ba mẹ em thích cái gì? Dạ ba mẹ em thì thích người cao ráo. Cao. Rồi chung là biết cách nói chuyện với người lớn, lễ phép. Biết cách nói chuyện với người lớn. Dạ. Là nói chuyện người lớn được, còn nói chuyện với nít sao cũng được. Dạ. Nói chuyện với nít thì nó dễ hơn rồi. Nói chuyện người lớn mới là quan trọng. Nói chuyện với người lớn nó quan trọng hơn. Đúng rồi. Và cái ấn tượng đầu tiên nó quan trọng. Tiêu chuẩn bên đó hơi cao quá. Tôi hỏi bao gạo nhiêu ký vậy bạn? Nhiêu ký vậy em? 40 thì 40 ký. 40 ký lên nổi không bạn? Dư hả? Dư hả? Nãy giờ bạn thấy tiêu chuẩn bạn gái bên kia bạn có đủ đáp ứng không? 90% là đáp ứng. 90% luôn. Vậy cái tiêu chuẩn của bạn như thế nào, có theo tiêu chuẩn của ba mẹ không? Cũng không cần phải theo tiêu chuẩn của ba mẹ. Vậy theo tiêu chuẩn của bạn như thế nào? Chị thứ nhất là vừa mắt em là được rồi. Vừa mắt là sao? Vừa mắt như thế nào mới cụ thể luôn? Không biết bạn bên đó có tóc dài không? Chút xíu đi nói tóc. Tự lập được. Tự lập. Dạ. Thấy khiên cái bao gạo là biết tự lập rồi. Thủy nè, chị thấy em xuất hiện thì mặc áo đầm cũng rất là nữ tính, nhưng mà lại khiên bao gạo thì chị thấy rất là men. Bây giờ tự, nếu bản thân em tự nhận xét về mình thì em nghĩ mình có phải là một người nữ tính đầm thắm thùy mị hay là không? Khi mà một người nào đó khi mà tiếp xúc với em thì cứ hiểu lầm về cái giới tính của em. Hiểu lầm về giới tính của em. Tại sao mà người ta nghĩ mình như vậy, mình không thay đổi, em vẫn thích giữ hình tượng như vậy hả? Dạ tại vì em nghĩ là khi mà ra cuộc sống thì em thích nó cái mạnh mẽ hơn thì sẽ không bị người ta ăn hiếp á. Ủa nãy bạn nói là bạn thích nữ tính đúng không? Dạ. Bây giờ nghe bạn bên kia bạn thấy sợ không? Không. Bên kia là nam tính quá hả? Cũng không vấn đề vậy.
không vấn đề gì hết. Bạn nói thì ra ngoài thì bạn mới tỏ ra mạnh mẽ để người ta không ăn hiếp thôi, nhưng mà về nhà thì chắc bạn nó sẽ nữ tính lại. Nếu bạn nam tính luôn thì sao? Cái đó là phải xem xét lại. Bây giờ trong cái tưởng tượng của bạn, bạn nữ bên kia là một người như thế nào? Theo em nghĩ là chắc là tóc ngắn, dễ thương nhưng mà mạnh mẽ. Mạnh mẽ? Dạ. Yeah. Còn bạn tự nhận xét mình là người như thế nào? Có mạnh mẽ không? Đối với em thì lúc cần thì em mạnh, mà lúc không cần thì em yếu. Cái này được. Tức là ai nhu mình nhu, ai yếu mạnh được mạnh, đúng không? Thế nào bây giờ chị hỏi nè. Em bảo là em đi tìm bạn trai cho mình nhưng mà lại theo ý của ba mẹ. Bây giờ rủi như em gặp một cái người đó em thích hết trơn rồi, em cảm thấy là rung động rồi, mà bây giờ em dắt về ba mẹ em không đồng ý, thì lúc đó em giải quyết làm sao? Dạ thì em á, thì em là người của gia đình, bởi vậy em tôn trọng ý kiến của ba mẹ của em. Nếu như mà ba mẹ em không cho phép thì em cũng không đi, tại vì em rất là yêu thương ba mẹ của em. Rất là yêu thương. Trời, cái này rất là căng nha. Tôi xin hỏi bạn trai nè, bạn gái nói vậy bạn có lo không? Dạ không anh. Sao không lo? Tại sao không lo? Tại vì em không nghĩ là ba mẹ bạn ấy không thích em. Chứ mà bạn có tự tin là bạn sẽ chinh phục được ba mẹ bạn ấy. Giữa một cô gái rất đẹp và cô gái rất tốt, bạn sẽ chọn cô gái thế nào? Em sẽ chọn cô gái rất tốt. Rất tốt. Bạn nói vậy tôi cũng chưa chắc là bạn trung thực hay không. Có trung thực hay không hay là ngồi trên truyền hình bạn lại nói vậy? Bây giờ nói thật đi, nhìn thấy đẹp mình chọn đẹp chứ tại sao là chọn cô gái tốt? Biết đâu cô gái tốt mặt nó xấu hơn cô gái kia thì sao? Nhưng mà cái đẹp thì nó đâu có tồn tại lâu dài đâu anh. Từ già thì cũng xấu thôi chứ đâu có đẹp hoài được anh. Tôi cũng tạm tin bạn điều đó. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn xem cô gái bên kia rất đẹp hay là rất tốt, thậm chí là có thể vừa rất đẹp vừa rất tốt luôn. Vừa đẹp vừa tốt. Có thể như vậy, chúng ta sẽ xem nha. Nào, một chút cảm nhận về người bạn của bạn. Nè, nhìn cái bao gạo nè. Bên kia khi nổi không? Đâu có nữ, đâu có nam tính đâu. Rất dễ thương. Cô mặc váy đẹp quá chứ. Hả? Tóc ngắn, mặt tròn tròn. Không sao anh, cái này em nói rồi, lát em dắt đi tẩy tắm trắng nha, đi nối tóc luôn. Không cần, như thế là xinh lắm rồi. Có điều là ba mẹ bạn ấy chọn chứ không phải bạn ấy chọn. Nó khó là chỗ đó đó bạn. Được. Được không? Thả là thấy được rồi ha. Dạ. Bây giờ tới phiên mình. Mình phải xem coi cái người bạn trai bên đó nãy giờ rất là tự tin. Những người mà làm được vừa lòng những người lớn tuổi cũng là những người rất là tự tin về bản thân của mình đây. Em phải tự tin nhìn vô mắt chị. Chị là chưa phải khó khăn bằng ba mẹ của bạn này đâu. Ba mẹ bạn này còn khó hơn nữa. Tận bao nhiêu độ? 5.5 độ. Đang làm gì? Nhân viên văn phòng. Có định lấy vợ không? Chắc chắn là sẽ rồi. Được 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 em, được. Trời ơi, chị khó vậy mà còn được nữa là chắc là ba mẹ. Chúng ta sẽ đến với giờ khắc rất là quan trọng. 2 phút, hai bạn sẽ nhìn thẳng vào mắt nhau và quyết định có hẹn hò hay không. Nào, kéo màn lên, quay qua. 2 phút dành cho hai bạn, bắt đầu. Bạn có cần mình nhấc cái bao gạo đó cho bạn coi thử không? Vác lên vai, vác lên hồi vai. Hồi nãy là người ta vác lên vai, người ta lên đây đó. Đó là câu phải nói trả lời trong ngày hôm nay. Và rất tôi biết là mạnh mẽ. Bạn đang rất nôn nóng để vác được bao gạo đó. Thậm chí muốn vác về nhà luôn. Rồi bây giờ chúng ta còn 1 phút nữa. Bạn có thể vác được hơn cái bao gạo đó không? Được. Vậy chừng nào rảnh mà nhớ về nhà mình vác nha, nhà mình nhiều lắm. Hết thời gian. Câu này cũng là một gợi ý mở. Bạn về hãy về nhà, nhà mình vác gạo, gạo nhiều lắm. Là đi làm rễ đó anh nè. Rồi bây giờ như thường lệ chúng ta sẽ có 3 khắc để quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời các bạn đặt tay phía sau lưng ghế. Và bây giờ thời khắc bắt đầu. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Tôi xin hỏi bạn nam á, lúc mà bạn nhấn nút bạn có hồi hộp là sợ bên kia bạn nữ không nhấn nút không? Dạ không. Sao vậy? Tự tin quá vậy? Dạ đúng rồi. Tự tin như vậy luôn? Đúng rồi. Bạn biết chắc là bạn nữ sẽ nhấn nút? Dạ đúng. Tại sao? Tại vì lúc nào em cũng tự tin như vậy á, mặc dù em không biết kết quả trước. Trời đất ơi, có chuyện hoang tưởng đó ông. Còn em, tại sao em lại chọn bạn nam đó? Tại nhấc được bao gạo hả? Dạ. Cái đó tiêu chuẩn rất là quan trọng, đúng trọng không? Đó. Nếu như mà mình được cái điều đó rồi thì mình không có lo lắng về ba mẹ nữa. Đúng rồi. Dù sao thì cũng
chúc hai bạn ngày hôm nay sẽ là một ngày thật đặc biệt. Mời các bạn